Thưa quý vị, sáng nay 8 tháng 11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu có cuộc họp trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để đánh giá tình hình phòng chống dịch trong thời gian qua, đưa ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ trì cuộc họp tại điểm cầu cấp tỉnh. Dự cuộc họp có đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Rẫy. Đến nay toàn tỉnh đã tiêm được hơn 615.000 liều vaccine, trong đó tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt hơn 80%, mũi 2 đạt hơn 30%. Theo báo cáo của Sở Y tế, tổng số vaccine mà tỉnh đã tiếp nhận đến nay là gần 1 triệu liều, trong đó có 283.000 liều AstraZeneca, 244.000 liều Pfizer, 34.000 liều Moderna, hơn 400.000 liều Verocell. Trong hai tuần qua, toàn tỉnh ghi nhận hơn 3.500 F0, trong đó có gần 1.600 ca nhiễm trong cộng đồng. Riêng thị xã Gia Rai là 524 ca, thành phố Bạc Liêu 540 ca, đưa tổng số ca nhiễm bệnh trên địa bàn tỉnh kể từ khi có dịch đến nay vượt 5.400 ca. Gần 4.000 ca đang điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó riêng thị xã Gia Rai hơn 1.000 ca đang điều trị. Trên địa bàn tỉnh cũng đã có 46 ca tử vong. Ngành y tế đánh giá, trong tuần qua, số F0 ghi nhận mới vẫn còn cao, tình hình dịch bệnh vẫn còn rất phức tạp, nhất là ở các địa phương như thành phố Bạc Liêu, thị xã Gia Rai và huyện Đông Hải. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Ái Nam cho rằng tuần qua tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, tuy nhiên số ca nhiễm trong cộng đồng đã có giảm. Tỉnh đã tổ chức xét nghiệm sàng lọc cộng đồng và tiêm vaccine quyết liệt, năng lực điều trị cho F0 được tăng cường. Công tác phòng chống dịch của tỉnh trong tuần qua là đúng hướng và có hiệu quả. Trong tuần qua, nhiều bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh, quân khu 9 và nhiều doanh nghiệp đã hỗ trợ cho tỉnh trong công tác phòng chống dịch. Đồng chí lưu ý, một số địa phương tiến hành tiêm vaccine còn chậm, việc quản lý kiểm soát tại một số khu phong tỏa chưa chặt chẽ, ý thức của một bộ phận người dân trong việc phòng chống dịch chưa cao. Đồng chí cũng thống nhất xác định cấp độ dịch của tỉnh là cấp độ 3 và đề nghị các địa phương đánh giá đúng diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, từ đó mới có biện pháp phòng chống dịch phù hợp, đồng thời tăng cường quản lý chặt chẽ địa bàn ở các khu vực được xác định cấp độ 4. Ủy ban nhân dân tỉnh có quy định cụ thể về việc người dân hạn chế ra đường vào ban đêm, có biện pháp phù hợp để thực hiện tốt chủ trương của chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tuyên truyền để người dân hiểu và nâng cao ý thức phòng dịch. Bền vững và sâu xa nhất là ý thức của người dân, làm sao chúng ta nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch. Như vậy thì chúng ta phải đẩy mạnh tuyên truyền hơn nữa để người dân hiểu rõ là thực hiện nghị quyết 128 không phải là chúng ta tự do mà phải chấp hành nghiêm quy định 5K. Người dân phải tự phòng dịch cho bản thân mình và tránh cái việc mà chủ quan cho rằng mình tiêm được một mũi, tiêm được hai mũi là nó không nhiễm. Có cái biểu hiện người dân đi ra đường tự do, tiêm hai mũi đi ra đường tự do đấy các anh chị ạ, thì người dân nghĩ rằng tiêm hai mũi là không bị nhiễm, thì cái này là sai. Tiêm hai mũi vẫn bị nhiễm chứ đừng có nói một mũi. Và có cái biểu hiện nữa là gì, người dân đi ra đường không cần thiết. Và các đồng chí cũng tuyên truyền các cái cơ sở sản xuất kinh doanh phải thực hiện tốt quy định 5K. Ý thức người dân càng cao và càng có trách nhiệm trong phòng chống dịch thì góp phần rất là lớn trong cái việc kiểm soát được dịch bệnh trên địa bàn. Đồng chí Lê Thị Ái Nam đề nghị các địa phương tập trung quyết liệt tiêm vaccine, phấn đấu tiêm mũi 1 đạt hơn 98% và đẩy nhanh tiêm mũi 2 theo từng loại vaccine, tiếp tục duy trì việc xét nghiệm sàng lọc và việc xét nghiệm phải có trọng điểm, nhất là tại các công ty, xí nghiệp và máy. Cần tuyên truyền hướng dẫn cho người dân tự xét nghiệm tại nhà, ngành y tế tập trung các biện pháp về chuyên môn để điều trị F0 và hạn chế để bệnh nhân chuyển nặng. Sở Y tế mua ngay các trang thiết bị tối thiểu cho các cơ sở điều trị F0, tăng cường năng lực cho trạm y tế xã về xét nghiệm, tiêm vaccine và điều trị F0 tại nhà. Phát biểu kết thúc cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị phải tiếp tục tập trung quyết liệt cho công tác phòng chống dịch. Nếu không thực hiện tốt 5K, vẫn còn chủ quan lơ là, thì tỷ lệ lây nhiễm trong cộng đồng vẫn còn tăng cao. Về việc tiêm vaccine, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị các địa phương rà soát thật kỹ về số người trên 18 tuổi, xem ai đã tiêm, ai chưa tiêm, ai ở địa phương, ai còn đang ở ngoài tỉnh. Còn về việc tiêm vaccine, đề nghị các ông chí phải khảo sát kỹ và khẳng định kỹ cho địa phương mình. Hiện nay địa phương mình đạt tỷ lệ đó là đủ là tiêm là giáp cho người dân từ 18 tuổi trở lên chưa? Còn những người dân nào đã liên hệ với người dân, bởi vì chúng ta dân ta nắm mà. Hộ dân ta nắm, người đủ 18 tuổi là người ta có nắm hết rồi. Trong lần rồi là bầu cử, người ta nắm hết danh sách này rồi. Thống kê hết rồi. Bây giờ người đi từ vùng dịch về, họ liên hệ gia đình, họ tiêm vaccine chưa? Thành phố làm rất hay đó. Chúng ta khảo sát bằng phiếu. Ai chưa tiêm, ai tiêm mũi 1, mũi 2. Rồi ai lao động từ các tỉnh đã tiêm rồi. Doanh nghiệp, công ty xí nghiệp họ tiêm cho người lao động. Họ tiêm người ta trừ ra.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ngành y tế kiểm soát lại tất cả các trang thiết bị y tế để kịp thời mua sắm bổ sung, nâng cao năng lực y tế cộng đồng. Các địa phương phải sớm báo cáo, phản ánh những trang thiết bị gì còn thiếu trong công tác phòng chống dịch và điều trị F0.